Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Đây là điểm hẹn. Tiệm này đã thay đổi khá nhiều so với khi tôi xem phong thủy hồi đầu năm. Lượng khách hàng khá là ổn, nên anh chàng này mỗi khi mở tiệm mới luôn đưa đón tôi. Gia chủ đến đón thầy rồi đây. Chào các bạn, hôm nay Khải Toàn đi chung với Hà Hiền Pro. Các bạn cũng biết là người thường xuyên dậy sớm thì đón khí dương, ban ngày khí dương thịnh, ban đêm khí âm thịnh. Thì ở đây mình dậy sớm, mình hoạt động thể dục thì rất là tốt cho tinh thần và sảng khoái. Một số người hay nói là dậy sớm để thành công. Cái điều này mình không có chắc nha. Tại vì mình rất là thường xuyên dậy sớm, ví dụ là 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, nhưng mà vẫn chưa thấy được thành công. Còn anh Hà Hiền ở đây á, là hồi xưa anh còn vất vả, lúc 20 tuổi thôi anh còn vất vả, anh dậy sớm. Còn bây giờ là anh thành công rồi, nên 1-2 giờ chiều anh mới dậy. Nên cái việc mà dậy sớm để thành công thì rất là khó lý giải. Nhưng mà ba các bạn dậy sớm đón khí dương là một cái điều chắc chắn. Khí dương là cái điều chắc chắn à? Chứ nó không chắc chắn là tốt hay là xấu đúng không? Dậy sớm là tốt cho tinh thần sảng khoái và mọi việc nó cái cơ thể của mình nó hấp thụ được cái khí ban ngày. Ban đêm tinh thần của mình nó mụ mị, rồi ban đêm khí âm thịnh nó dễ thâm nhập vô cơ thể, tinh thần của mình nó cũng dễ uể oải hơn. Nhưng mà có một cái nãy là thầy Toàn có nói là nếu như mà mình thức khuya cũng được, nhưng mà mình ở nhà của mình vẫn thức khuya được. Chứ mình không phải là kiểu mà mình thức khuya để mà mình chơi bời đâu đó. Đúng rồi. Thì nó lại là bậy bạ thì nó lại là một cái tiêu cực đúng không? Nếu mà mình thức khuya ở trong nhà của mình, ở những cái nơi nó lành mạnh, không khí lành mạnh thì cũng không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là chỉ ảnh hưởng một phần đến sức khỏe. Nhưng mà nếu mà mình thức khuya ở những cái nơi có không khí ánh sáng và nơi tụ tập nhiều linh giới chẳng hạn, yêu quái đó, thì trước sau gì vận thế của mình nó cũng sẽ kém đi. Đây là một cái điều rất là hiển nhiên. Thôi các bạn hãy cố gắng ngủ sớm, dậy sớm, đón khí dương. Còn bây giờ đang đi xem một cái cơ sở mới, anh Hà Hiền mở để làm cái lớp dạy barber cho Forum. Ngoại loan đầu, nhà hàng xóm bên trái cao hơn bên phải là điều tốt. Đối diện thông thoáng cũng là tốt. Không có cây to, không có cống rãnh, nhưng có trụ điện nha quý vị. Khuyết điểm đầu tiên của ngôi nhà này là bị khuyết góc, tức không phải là ngôi nhà vuông vắn. Nhà này khuyết góc đông và khuyết góc đông nam, đại diện cho vận trình không tốt của con gái lớn và con trai lớn của người chủ trước. Điểm cộng cho ngôi nhà khá thông thoáng, phù hợp cho việc kinh doanh. Ngôi nhà này tọa nhâm hướng bính, tức là hướng nam. Cửa khí có tổ hợp nhị hắc ngũ hoàng khá là xấu, nhưng các vị yên tâm, trừ khi sau khi xem xét tất cả có 7 trên 10 yếu tố xấu mới đáng ngại, còn lại đều có thể hóa giải. Vài yếu tố khác các bạn cần lưu tâm khi thuê nhà hoặc mua nhà. Khi ta vào trong nhà, cảm giác bản thân dễ chịu với khí trường của ngôi nhà là tốt. Trò chuyện với chủ nhà, cảm thấy thân thiện, dễ tin tưởng. Nên đi xem nhà nhiều thời điểm trong ngày. Các bạn có thể tham khảo thêm những kiến thức về phong thủy trong kênh của Khải Toàn. Cảm ơn các bạn đã xem.